Năm 2020, Việt Nam có 22.6 triệu người ở độ tuổi 15 đến 24, nhưng con số giảm xuống còn 20.7 triệu vào cuối năm ngoái, theo Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội. Điều này có nghĩa là số lượng lao động trẻ giảm đi 170,000 người mỗi năm. Theo Ủy ban, những nguyên nhân chính là dấu hiệu nhanh chóng của dân số già đi và số trẻ em mới sinh ít hơn. Việt Nam chỉ mất 25 năm để tiến từ giai đoạn dân số già đi, với tỷ lệ người 60 tuổi trở lên chiếm 10% dân số, đến giai đoạn dân số già đi, khi người 60 tuổi trở lên chiếm 20%. Ở hầu hết các quốc gia phát triển, việc chuyển đổi này mất nhiều thời gian hơn, với một số quốc gia thậm chí cần cả một thế kỷ. Tỷ lệ sinh TIA